Rồi chúng ta sẽ làm bài 4. Nhập phương trình bậc 2 tính đề tha. Ở đây trong bài này nghe. Trong bài này lớp 1 thì đề chỉ yêu cầu rằng nhập vô ABC tính đề tha và xuất căn. Hết. Nó chỉ có vậy thôi. Cực kỳ đơn giản. Và tính delta có công thức rồi. Xuất căn có công thức luôn. Mà làm vậy lấy 2 điểm thấy nó kỳ kỳ. Hả? Làm vậy 2 điểm nó kỳ quá. Rồi thôi. Thầy sẽ làm cho các bạn một bài giải phương trình bậc 2 hoàn chỉnh. Nó thú vị hơn. Ok. Như vậy ở đây chúng ta có bài 5 của lớp 1. Bài 5 của lớp 1 chúng ta có hàm men. Chúng ta khai báo A, B, C. Và chúng ta sẽ có double. Delta thì chúng ta dùng in cũng được. Delta chúng ta dùng in cũng được. Delta chúng ta dùng in cũng được. Nghiệm DLB x1 x2. Ok. Scanner bằng new. Gõ đi cho nó quen. Rồi. Và chúng ta sẽ nhập vô. Nhập A 2 chấm. A bằng scanner chấm net in chấm phẩy copy ra. Chăm hay không thằng tay quen nha. Nhập B, nhập C. B bằng, C bằng. Quen chưa? Phần nhập này đi. Ok nha. Rồi. Chỗ này viết bằng tay, không viết bằng đầu nữa. Những lúc đầu buổi hôm trước là mình phải viết bằng đầu. Là mình phải suy nghĩ thử là viết cái gì. Còn bây giờ là khỏi cần viết bằng đầu. Viết bằng tay thôi. Tức là không vận động đến não nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vô. Nếu A bằng 0 thì làm gì? Còn không thì làm cái gì? Đó. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Nếu A bằng 0 thì kiểm tra tiếp. Đúng không nào? Nếu B bằng 0 thì sao? Nếu B bằng 0 thì sao? Mà nếu B không bằng 0 thì sao? Rồi. Nếu B bằng 0. Trong trường hợp nếu B bằng 0 thì kiểm tra tiếp. Nếu C bằng 0. A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 thì gì nào? A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 thì mình kết luận gì đây? Phương trình này sao? Không x bình cộng không x cộng 0 bằng 0. Vậy thì x bằng mấy là đúng? Luôn đúng. Ok. Vậy ở đây là phương trình sao? Vô số nghiệm. Dễ không? Ngược lại, nếu như B bằng 0 mà C không bằng 0 thì sao nào?
Nếu B thì chỗ này phương trình sao? Bình thường thì nghiệm của nó sẽ là x bằng trừ C trên B. À, B bằng 0 thì phương trình vô nghiệm. Nếu trường hợp B khác 0 thì nghiệm là x bằng gì? X bằng gì? Trừ C chia B. Chú ý chỗ này. Lúc nãy mình làm gì chỗ này? C này là kiểu gì? C và B kiểu in. Thì nó chia xong nó sẽ ra kiểu gì? Vậy làm sao để cho nó ra kiểu? Một là F, hai là nhân cho 1.0. Ha, mình mới học lúc nãy. Bây giờ mình áp dụng trừ C trên B. Nếu như B không phải bằng 0, A không phải bằng 0 thì xuống đây mình làm gì? Delta bằng B bình phương trừ 4AC, công thức có này. Đây. Đó, công thức mass power delta bằng lỗi gì đây? B bình phương trừ 4AC. Pau B bình phương Ủa, lỗi gì? Kiểu in không thể convert sang kiểu double. Pau double double vẫn lỗi sao? Convert double to in của delta hồi nãy. Quên. B bình phương trừ 4AC, cái này mình có thể chuyển thành kiểu in. Quên, bởi vì cái hàm max power này nó cho ra double mà delta của mình là kiểu in, cho nên nó báo lỗi. Mình sẽ ép từ cái kiểu double sang kiểu in. Bởi vì B bình phương trừ 4AC thì nó đâu ra lẻ đâu. Thì mình để delta là in là ok rồi. Đúng không? Rồi. Và lúc này mình sẽ có lệnh. Mình sẽ có cái lệnh xuất x1 bằng. Bằng gì đây? Trừ B cộng căn delta trên 2a. X1 của mình sẽ được tính bằng trừ b cộng căn delta
SQRT delta đâu? Chia 2A, nhớ đóng ngoặc lại chỗ này. Chia 2 nhân A, đó là x1 cộng với x1. Và mình sẽ tính x2. X2 bằng gì? X2 bằng gì? Trừ B trừ căn delta chia 2A. X1 bằng x2 bằng, mình muốn viết hai lệnh cũng được, muốn viết một lệnh cũng được. Rồi, ok. Như vậy mình thử tất cả các trường hợp thử xem nào. A bằng 0, BC khác 0. Mình thử hết vô coi. Thầy chạy trước để coi nó lỗi hay không các bạn nhé. Rồi các bạn có tiếp. Ví dụ mình nhập A bằng 0. A. Ủa, khoan khoan. B bằng 0, C bằng 0, vô số nghiệm. Rồi mình nhập A bằng 0, B bằng 0, C bằng 5, vô nghiệm. Mình nhập A bằng 0, B bằng 6, C bằng 0. Phương trình có nghiệm bằng 0 đúng không? Thì 0 chia 6 là bằng 0. A bằng 0, B bằng 6, C bằng 7. C bằng 27 đi. Trừ 4 phần 5 là 27 chia 6. Rồi, trường hợp tiếp theo. A bằng 8, B trừ B, B bình phương trừ 4, AC B bình phương. B bình phương 9,3. Tại sao NA? Tại sao NA? Tại vì chỗ này mình thiếu gì? Thiếu gì? Trong bài của mình thiếu gì? Chưa. Thiếu gì? Chưa gì mình đã kết luận rồi. Vậy chỗ này mình phải làm gì nữa? À, chỗ này mình phải, nếu delta lớn hơn 0 thì mới làm cái này. Nếu delta lớn hơn 0 thì mới làm cái này. Còn nếu không, nếu delta bằng bằng 0 thì sao? X1 bằng gì? Trừ B trên 2A. Đúng không? Trừ B trên 2A. Và chỗ này nhớ nhấn 1.0 vào, chứ không là nó ra số nguyên. Và chúng ta xuất ra nghiệm kép x bằng x1. Còn không, còn không sao? Delta lớn hơn 0, delta bằng 0 thì còn lại delta gì? Bé hơn 0, bé hơn 0 thì gì? Phương trình vô nghiệm. Rồi, mình chạy lại với số liệu là
893. Thử xem thế nào. 893. Phương trình vô nghiệm. Được không? Hồi nãy là nó ra NA. Đấy. Như vậy đây là phương trình của chúng ta với đầy đủ một bài giải phương trình bậc 2. Và cũng hứa với các bạn rằng hả? Cho các bạn có. Rồi, Ctrl V. Đó. Xem được mà. Nè, zoom lên vô tư nè. Đúng không?